quý cô chú anh chị quay trở lại với kênh của Chích Và Bông. Cả nhà ơi, ngày hôm nay bên vườn mai nhà em sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái lô mai, đó chính là cúc Tân Châu 24-36 cánh, hoa bông chùm. Và ngày hôm nay thì số lượng còn ít cho nên là em thanh lý giá cực rẻ luôn. Giá chỉ có 190.000 một cây thôi cả nhà. Mà cây rất là đẹp nha, hàng liền cốt 3 mùa, đế rất là đẹp, nút nụ thì đa số là nút nụ rất là nhiều. Đây cả nhà nhìn đế nè ha. Đây nút nụ đây. Đó cả nhà nhìn thấy chiều cao tầm khoảng 40 cm đi lên nha cả nhà. Đó lô này ngày hôm nay thì em tri ân khách hàng đặc biệt ít, tôi gò phá luôn rồi. Rồi em phá luôn rồi cả nhà ơi. Trời phá rồi, hồi ra bị chửi rồi. Đây em ghi lên nha cả nhà. Đây đó, cây như thế này nè cả nhà, giá chỉ có 190 một cây thôi nha. Nếu mà cho chúng ta lấy 4 cây bên em bao ship nha cả nhà. Hàng này là hàng cúc Tân Châu ha. Số ơi, rồi ra vô cây này lại em chị nha. Rồi tiếp tục hàng Đại Lộc, hàng chơi Tết. Trời ơi cái lô này đẹp quá trời luôn cả nhà ơi, đẹp mà giá mini thôi nha, chỉ có 100.000 thôi cả nhà. Nút nụ nè, đó cả nhà nhìn thấy nút nụ liền cốt hết ha. Đó cây số lượng thì cũng nhiều, nó lô này đẹp quá trời luôn nè. Ồ coi nè, mini nè mà nụ ra nè. Đó cả nhà nhìn nụ thấy ghê không. Đó rồi lô này em bán giá 100.000 cây thôi nha cả nhà, 100.000 một cây. Nếu chúng ta lấy 3 cây là chúng ta được bao ship luôn nha. Rồi tiếp tục bên này thì sẽ thêm một cái giống mai chơi Tết nữa mà giá mini cực rẻ luôn, hàng giả Thủ Đức đế đẹp nè cả nhà. Nút nụ cũng có hết rồi nha. Rồi lô này em thanh lý 80.000 nha, 80.000 một cây thôi nha cả nhà, 5 cây chúng ta sẽ được bao ship nha. Rồi qua bên đây, rồi em sẽ bay qua bên đây. Xin xin, trời ơi cái lô siêu nụ này nụ quá trời nụ luôn nè. Trời bông đẹp quá nè. Đây lô siêu nụ này còn số lượng ít, em thanh lý rẻ luôn 70.000 thôi nha cả nhà. Ai nút nụ nè, trời ơi nụ quá trời nụ luôn ha. Đó này chúng ta về vừa lấy bao vừa chơi Tết luôn, 5 cây em bao ship luôn nha cả nhà. Rồi bên đây là hàng cúc Thọ Hương nha. Loại này là loại cúc Thọ Hương, trong chậu 2 hết rồi. Đây cây thì cành nhánh rất là xum xuê nha, đã vô dây chỉnh sữa ha. Rồi loại này em bán giá 190 nha cả nhà, nếu lấy 4 cây bên em bao ship luôn nha. Rồi còn rất là nhiều giống nữa, nếu mà ai thích loại nào thì cứ alo cho vườn mai nhà em và hãy bấm đăng ký kênh nha cả nhà, để xem nhiều cái video mới lạ bên vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.